Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình thể cho bạn tham gia một chương trình airdrop từ sàn Bitswap, mình nhận 20 token có kiểu là BXVK. Thì token BXVK này trước kia mình đã hướng dẫn các bạn làm airdrop các bạn. Thì hiện tại giá của nó gần 2 đô mấy cho một token các bạn. Thì mình get được 20 token có khoảng 70 đô các bạn cho dự án này nè các bạn. Mỗi một lượt get thì các bạn sẽ nhận được thêm 10 token BXV nè. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình mở đường phong ra các bạn và làm nhiệm vụ nè. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group nè. Đây thì trên tờ Twitter chính thức của nó nha các bạn, chứ không phải là những dự án fake đâu các bạn. Mình rất là tỉ mỉ những như này. Rồi các bạn join lại, join vào group nè. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh Zalo nữa, channel nữa nè. Nó dự án này nó sẽ phân phối trong tháng 6 nha các bạn. Phan các bạn để mình tìm cái. Rồi các bạn follow kênh Zalo nó xong thì tiếp tục các bạn copy hashtag này nè các bạn. Từ chữ Airdrop tới Bitswap BTC hashtag cho thằng này các bạn. Rồi các bạn tăng ba người bạn mình vào các bạn. Các bạn follow Twitter nè. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nè, các bạn mới đắp lên nè. Các bạn vào đây các bạn retweet để tăng ba người bạn mình vào nha các bạn. Các bạn like nè, các bạn trình dẫn cho tweet nè. Bạn dán vào đây nha các bạn, dán hấp tát cho tăng ba người bạn mình vào nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè, tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nó luôn nha các bạn. Trên kênh YouTube nó thì các bạn bấm đăng ký nè, rồi các bạn bắt up lại link phong nha các bạn. Sau khi các bạn hoàn thành tất cả các trang mạng xã hội xong thì các bạn điền lại dòng đầu tiên, thì bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn nè. Bạn vào trang cá nhân thì thấy được username tại Twitter của tất cả các bạn nhé. Tiếp tục thì bạn gửi là một cái link retweet nè, thì bạn mở từ Twitter của tất cả bạn ra nè, bạn nhấp vào bài bạn cùng nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài này nha tất cả các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nè, rồi các bạn bắt đắp lên nè, rồi các bạn dán cái link retweet chỗ đây nha tất cả các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn, cộng anh 3 số 1 3 số 2. Rồi tiếp tục thì các bạn submit địa chỉ BNB Smart Chain BES20 trên ví trúc wallet hoặc là MetaMask các bạn. Các bạn qua địa chỉ giấy nè, các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain của mình nha các bạn, rồi bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn nhắn vô đây. Rồi cái mã gaffer này là cái mã username Telegram của mình nha các bạn. Các bạn nhớ điền cộng anh 3 số 1 3 số 2, mình đã dưới phần link mô tả cho các bạn đó các bạn. Rồi xong các bạn bấm gỡ nha các bạn, vì mình không có ghép nè, bấm gỡ nè. Cái mã ghép này thì mình không có ghép nên mình gỡ không được các bạn. Các bạn điền cộng anh 3 số 1 3 số 2 xong các bạn bấm gỡ là xong rồi các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình airdrop claim 20 token BXV đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.